Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình AirDrop nhận 100 triệu token có kỳ hiệu là MIC nha các bạn. Thì chương trình AirDrop này nó sẽ phân phối vào ngày 3 tháng 8 nên các bạn cứ làm bỏ đó đi nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click xuống link mô tả dưới video mở tài khoản sẽ tắt chat chatbot. Rồi các bạn bấm vào join AirDrop nè. Rồi, video đầu tiên các bạn join AirDrop nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn mới đáp lên nè. Tiếp tục các bạn tự quyết follow và tự quyết nói các bạn trên tờ Twitter thì các bạn theo dõi nè. Đây mình làm gọi gì ta, bạn like nè, các bạn tự quyết lên nghe ta các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xoắn tiếp bên seller nè. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter nữa nè. Đây làm gọi gì ta, để mình tiếp cái video được cái. Rồi tiếp tục follow mà dự án này mình chưa làm các bạn like Twitter xong mà mình bắt đáp lời nè. Các bạn cho anh tiếp kênh seller nữa nè. Rồi tiếp tục các bạn follow Twitter và Twitter nữa là nè. Bạn theo dõi nha ta các bạn tìm cái bài của nó nè. Đây nào ta, đây là các bạn like nè, các bạn Twitter lên các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lời. Các bạn bấm vào register nè. Còn nước cấp trang nha các bạn, đây là bot là cái gì, chữ gì ta, phần này mình dịch cho các bạn. Ok, bot là cái hộp. Rồi tiếp tục bằng dòng đầu tiên các bạn địa chỉ email của các bạn vào nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên bia sở mà trên bet 20 trên dưới chocolate cả các bạn nè, bạn sao chép nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè, bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lại đường link profile từ Twitter mình nha các bạn. Rồi trên Twitter bạn nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào mục hồ sơ nè các bạn. Bạn nhấp bao gạch cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi lại một link tweet nè các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter của các bạn ra nha các bạn. Bạn nhấp vào bao gạch cùng, nhấp vào mục hồ sơ nè các bạn. Nó kêu chia sẻ bài viết game thì các bạn chia sẻ cái bài giveaway của nó cũng được các bạn. Rồi các bạn dán vào đây dashboard. Rồi các bạn bấm xin tiếp kênh seller nữa nè. Rồi bạn bắt đáp là bạn bấm I help your net nè. Nó có tweet không các bạn bấm I help your net nè. Tiếp tục thì các bạn chỉ việc lấy ghép mà chia sẻ cho bạn bè những người thân để kiếm thêm tốc cần các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 10 triệu token có nghĩa là MIC nên kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.